Tiêu Chiến Dương từ Vương Nhất Bắc nhận giải, nhân vật hot nhất năm trên mạng xã hội Trung Quốc. Sina công bố bộ ba Vương Nhất Bắc, Tiêu Chiến Dương từ đã trở thành ba nhân vật nổi tiếng nhất năm trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo bảng xếp hạng bình chọn của đêm hội Weibo 2022 được công bố mới đây, Vương Nhất Bắc đã có mặt trong 5 trên 6 hạng mục của năm, bao gồm nhân vật nổi tiếng của năm, phim điện ảnh nổi tiếng của năm, phim giải tập nổi tiếng của năm, show giải trí nổi tiếng của năm, bài hát nổi tiếng của năm. Trong khi đó, Dương Tử cũng có tên trong top 3 nhân vật nổi tiếng nhất của năm. Đồng thời, nữ diễn viên cũng có tên ở hạng mục phim truyền hình nổi tiếng hàng năm của Weibo. Còn Tiêu Chiến cũng là gương mặt thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc những năm gần đây. Hiện tại cả ba nghệ sĩ này đều sẽ xác nhận có mặt trong đêm hội Weibo. Đây cũng là sự kiện giải trí được mong chờ nhất tại thời điểm này ở Trung Quốc, bởi hội tụ dàn sao nổi tiếng hàng đầu tại đất nước tỷ dân. Ban tổ chức đêm hội Weibo đã công bố dàn khách mời gồm có Hồ Ca, Vương Nhất Bắc, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thái Tử Khôn, Địch Đệ Nhật Ba, Dương Tử, Ngô Thư Hân, Lưu Thi Thi, Arsenal Baby, Cung Tuấn, Đường Yên, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ, Thời Đại Thiên Ân Đoàn. Điều này hứa hẹn sẽ biến cuộc chiến thảm đỏ tại sự kiện lần này vô cùng kịch tính. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.